giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ngoài việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế, hiện nay nhiều người quan tâm đến việc bổ sung dinh dưỡng bằng cách bổ sung sữa non chứa kháng thể tự nhiên. Sữa non là giải pháp giúp cho các mô và cơ bắp được khỏe mạnh, răng và hệ thống xương luôn khỏe, giúp cho quá trình chữa bệnh, phục hồi và sửa chữa các cơ quan, các mô bên trong cơ thể. Tăng cường hệ miễn dịch giúp cơ thể chống lại yếu tố gây hại, các mầm bệnh, chống lại sự tấn công của vi khuẩn, virus. Sữa non thì cũng như các loại thực phẩm bổ sung khác được khuyến cáo là dùng cho đối tượng là trẻ trên 3 tuổi và người trưởng thành. Tuy nhiên là đối với một số đối tượng mà mình cần phải quan tâm đặc biệt hơn về dinh dưỡng, ví dụ như là phụ nữ mang thai, hoặc là người già, hoặc là những người bị bệnh mãn tính. Thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline có chứa thành phần sữa non bò giàu kháng thể, giúp nâng cao sức đề kháng, đồng thời bổ sung thêm lợi khuẩn tiêu hóa probiotic giúp kích thích hàng rào miễn dịch đường ruột, tăng cường canxi, cân bằng dinh dưỡng cho bữa ăn đủ chất, hoàn thiện hệ miễn dịch bảo vệ sức khỏe chống các yếu tố gây hại.